Mến chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì sáng nay thì mình tiếp tục qua căn nhà của anh Sáu coi hôm nay làm tới đâu rồi. Thì hôm qua thì trời mưa rất là lớn, thì mấy anh thợ thì cũng làm nhưng mà chắc không làm được nhiều do lại trời mưa quá trời luôn. Thì hôm nay đó, thì hôm qua thì anh Sáu cũng vừa bơm thêm một cái ghe cát nè đó, để bơm thêm cái nhà sau. Rồi bơm cát luôn hả chú ha? Dạ bơm cát luôn rồi, bơm cái nhà sau luôn rồi phải không? Dạ. Rồi hôm qua rồi, trời mưa rồi rồi mấy chú cũng vẫn làm bình thường. Cũng làm bình thường mà làm vòng vòng trong ha. Ừ, xí. Bởi vì hôm qua mưa nó nhỏ. Dạ dạ. Nản mày quá. Đây là chai rồi. Đi ra coi coi bơm cát làm sao nhỉ nha. Cát bây giờ nó rất là khan hiếm mà cát khối giờ nó cũng mắc lắm. Đó, này mấy chú thợ bắt đầu là xây cái chỗ phía sau nè, xây cái nhà phía sau lên. Dạ. Nay xây rồi tô rồi phía sau là xong luôn ha chú ha. Mặt ngoài ở đây thì đã xây xong rồi nè, từng viên gạch xây đã xong lên hết rồi. Để mình dòng ở bên đây nha, dòng ở bên đây. Rồi luôn, bị lúng luôn. Xong phim. Này sáng sớm trời nắng. Ok. Vô luôn à. Ủa. Lâu xíu đi. Mẹ đứng lên phía sau lấy, đang đo mà lấy. Rồi tính ra phía sau xây lên nó rộng ghê làm sao. Rộng thênh thang nha. 3 giờ sáng. Dạ. 3 giờ sáng là bắt đầu bơm cát rồi. Mắc lầy rồi. Trời ơi, bơm mà lúc phia. Bởi vậy nhiều khi nó sớm quá. Sớm quá giờ mấy anh em mấy con trong nhà của anh Sáu bây giờ cũng vất vả lắm, bơm buổi tối mà. Đó, tô xong rồi. Trưa nay là tô ở đây nữa là coi như là xong. Sau đó mình gắn phụ kiện lau bồng cầu rồi vô ha. Màu lắm, nay là như là ngày thứ 11 rồi cả nhà. Dạ. Rồi, để vòng ra phía trước nha. Mít ở đây quá trời nè, trái quá trời trái luôn. Phía sau sập hố luôn à. Đó. Rồi nay mình hôm qua đi mắc mưa không? Hôm qua nay mình làm xong rồi mình tô luôn anh Tùng. Tô luôn. Dạ hôm qua mưa chứ, hôm qua về mắc mưa. Còn mấy ngày nữa xong? Chắc là từng nữa phải không? Cũng tùy theo cái thời tiết. Rồi xi măng này có thiếu không anh Tùng? Thiếu không? Thiếu khoảng mấy bao? Chục bao ha. Dưới không? Chưa tính thì bữa khoảng mấy bữa nữa là mình mua toan được. Mai mốt mua được rồi. Cái gì anh ra cái toa đi nhiều thước gì đó. Tôi ghệ
đây nhiều cũng nói gái. Chú bộ má. Bên đây là coi như đã xong rồi, bên đây là chỉ chờ tô thôi, chờ sơn thôi, bê sơn. Chị Sáu đi cắt cỏ hả anh? Đi cắt cỏ rồi. Hồng Hư. Mày cắt cỏ là nhiêu nè? Cũng dưới chân nền lên nhiêu? Không, ngay tao cục gạch á. Đúng rồi á. Ngay tao cục gạch nè. Cục gạch tao tao bươi nè. Đâu? Đây cục gạch đó bên đây đó. Ừ. Tụi mày tăng xây đây để em đó. Mẹ đây. Chỗ đó để cục gạch lên luôn. Để cục gạch lên luôn đi. Để lên cục gạch. Để cục gạch lên. Rồi. Rồi. 2 mét. Rồi dư rồi. Dư lấy gà. 2 mét rồi hả? Nó 2 mét đúng đó. Cái cửa có 1 mét chứ 7 à. Nhìn cái toilet này rộng hơn nhà kênh cho chị Út luôn á. Nhưng rộng gái hơn nhà chị Út. Nó rộng cái chiều ngang nhưng mà cái chiều dài nó tốt. Dạ. Cái chiều dài của Út nó dài hơn. Thấy vậy chứ. Út nó tới 2 mét 2 lận. Dạ, nhưng mà cái chiều ngang nó rộng vậy nó thoải mái hơn. Ừ, còn cái này cái chiều ngang nó có. Dạ. Cái chiều ngang nó này lọt lọc có thứ tư hả? Dạ. Dài cũng được, thích 8 chứ. Tính ra mình tận dụng hết diện tích ở đây luôn rồi chứ. Ừ, hết diện tích luôn. Hết diện tích luôn. Thế ra ra dài nha. Dạ. Đó, quay ngang rồi đó. Chạy dữ thôi. Mấy người đâu mà chạy đó. Hy vọng bữa nay nắng nguyên ngày. Dạ, nắng nguyên ngày là tô mình xong xuôi hết luôn. Dạ. Dê, đây là chuồng dê của anh Sáu nè. À, thì cũng hy vọng là sau này là hai vợ chồng có số vốn để mà coi như là mua dê mình nuôi thêm. Ồ, mấy anh thợ này làm mau lắm. Làm cấp tốc lun. Tại vì nắng mưa gió thì cũng làm. Như phải trời mưa cái mình làm ở trong nhà. Đó, bởi vì mọi người có muốn xây nhà ha, liên hệ với mấy chú thợ này, mấy anh thợ này. Làm rất là kỹ lưỡng, kỹ càng. Làm nhà của chị Thanh, rồi nhà anh Úc, thì sau này làm nhà của anh Sáu luôn. Đó, làm tỉ mỉ lắm mọi người.
Thành luôn. À, hôm nay có tới 6 anh thợ rồi. Là. Với anh 6 nữa là tới 7. Còn bên kia nữa. Mà hết người ta đi đánh trận lớn này. Trận lớn à. Dạ. Đúng rồi. Hôm qua mình bịch cái cao su đó rồi sao gỡ ra nó ướt không anh sao? Cao su hôm qua mình bao lên nó rồi gỡ ra nó ướt không? Ở gì? Tranh thủ làm buổi sáng. Mừng ghê, mau à. Mau. Hay mừng ghê. Máy khoan, máy khoan. Đó thì anh Sáu ở đây làm cù ly. Nhưng mà khi mà làm ở đây thì anh Sáu cũng được như là làm bình thường đi làm, anh Sáu cũng đi làm phụ hồ với mấy anh thợ là mỗi ngày hình như là cũng được 200, nhưng mà bây giờ căn nhà của mình đi làm thì mấy anh thợ cũng trả lương bình thường như làm thợ nhà. Nhiều cát này đủ không chú? Đây là mình coi mình lừa cát cái gạch sỏi rồi này kia mình bỏ đó ha. Dạ. Tô. Nên mình lượt cũng kỹ. Còn xi măng này có thể thiếu khoảng 10 bao, 20 bao. Còn gạch thì đã trả chở xong xuôi hết trơn rồi. Gạch bao nhiêu đây đã đủ rồi. Rồi gạch lót, gạch xây. Gạch lót đây thì mình sử dụng gạch này, vân giả gỗ, những loại vân gỗ gì đó. Mình xài cái thời gian nó không có bị xuống, giống như là mình không có bị lỗi thời. Mình nhìn cái căn nhà của mình nó sáng và nó sang lắm. Còn đây là gạch lót nhà tắm nè. Trong nhà tắm này gạch này gạch nhám. Nhám mà nó có vân lên nó đi nó không có trơn. Đó. Ok. Này đi nó không có trơn. Còn ở đây là gạch ốp. Nè, gạch ốp, gạch ốp lên nè. Cái màu đẹp lắm. Ok, gạch ốp là màu trắng, trắng ở trên có viền hoa văn. Rồi, quá đẹp rồi. Đi rửa giò cả nhà ơi. Quá trời sụp cái hố này rồi. Dạ, thì cũng rất là mừng cái nhà của anh Sáu. Dạ, hôm nay thì mình cập nhật cái căn nhà, tiến độ làm việc căn nhà của anh Sáu vào ngày thứ 10 hay như thứ 11 rồi. Dạ, cho mọi người được biết. Dạ, hôm nay là cũng đã xây tô, hôm nay là có thể là tô là xong xuôi hết luôn. Thì ngày mai ngày mốt có thể là khoảng chừng 5 ngày 7 ngày đó là xong nha. Mưa quá mưa nên là nhiều khi cái tiến độ nó hơi lâu một tí. Mừng cho anh Sáu quá, mình tin chắc là chị Thanh chị cũng rất là mừng nè. Trời ơi, bữa nay tôi cái căn nhà của anh Sáu rồi chị Thanh ơi. Mừng quá à. Ừ. Em sập hố rồi nè, đi sập hầm luôn. Sập ở đâu? Sập ở dưới nhà anh Sáu á. Trời ơi. Thương con khỏe không? Tối con ngủ được không? Chú xíu học bài nữa không? Đi chợ chú bên đó lên. Đi chợ mua gì con? Ở chợ mua giấy chứ, mua cái về làm cơm ăn. Trời, bữa nay con làm cho chú ăn phải không? Rồi làm không? Nếu mà con làm thì chú chở đi liền. Làm cho chú ăn bữa. Rồi để chú nói chuyện với mẹ tí, con bước qua đi. Ừ, không, đến nay đầu tóc thì gọn gàng rồi đó. Sao không rửa giờ đi? Rồi, để em rửa liền. Sụp phố luôn.
Mừng không? Chị thấy chị mừng cho anh Sáu không? Mừng. Bữa nào hết bệnh cái mình xuống dưới ngang. Ừ. Rồi bữa nào hết bệnh cái mình bắt hết bữa nữa ngang. Ừ. Cái mình ăn mừng nha anh Sáu. Ừ. Nha. Yeah. Ừ. Dạ, thấy chị Thanh hôm nay không? Cười tươi. Hồi hôm ngủ ngon không? Ngủ ngon. Trời mưa quá. Chị ngủ ngon không? Hơi được thôi. Hơi được thôi hả? Ừ. Sao mắt xinh bờ giống xinh linh vậy? Đúng rồi. Nó bị như con cấu trúc vậy phải không? Mũi được được thôi là chưa ngon. Bụt lên. Dạ đúng rồi, bị thâm quần nữa. Ừ, nó bị thâm quần nữa kìa. Dạ. Rồi trời mưa rồi, hôm trời có mưa không? Ai biết? Không biết hả? Không biết. Chứ không quá. Dạ. Không hả, có ướt kìa. Hôm hỏi Hương coi hôm có mưa không con? Chắc không biết luôn rồi. Hôm ngủ rất là ngon. Ngủ rất là ngon luôn hả? Rồi bây giờ con quét nhà quét cửa đi con. Mở cửa ra quét nhà rồi xong rồi con giặt đồ cho mẹ đi ha. Ừ. Thì thấy chị Thanh cũng khỏe, Hương cũng khỏe rồi. Anh Sáu ở nhà cũng ổn định. Ở anh Út nhà cũng ổn định rồi. Anh Sáu ở nhà đang cũng sắp hoàn thành rồi. Rất là mừng. Rồi đi giặt đồ đi con. Chập hố. Nè thấy Hương đi giặt đồ rồi kìa, giỏi ghê không? Lúc này thay đổi rất là nhiều rồi, dạ nó cũng rất là mừng. Xà bông không Hương? Ừ, lấy xà bông lên con. Xả nhiều nước lên chứ không phải nước là sạch đâu nghe. Xả nhiều nước lên. Hôm nay thấy Hương rất là giỏi nha, thay đổi rất là nhiều rồi. Gán đi con. Dò đó anh, dò vô. Qua bơm cát rồi, bây giờ bắt đầu là cuốn cái đường ống lại. Rồi dò xong cái con xả thêm một nước nữa nha. Đúng rồi. Mệt dữ. Rồi lấy móc đồ con phơi lên con. Nắng thì tranh thủ con phơi ở ngoài cho nó khô. Chứ sợ chỉ mới nay trời mưa anh, phơi nó lâu quá. Quá tạ ơi, bữa hết bệnh thì về nhà em chơi nghe. Ừ. Về nhà thăm mẹ em, nói hoài mà chưa có về, 3 năm nay rồi. Hứa 3 năm rồi đó. Mẹ em gửi lời thăm sức khỏe của chị á. Dạ. Dạ. Cảm ơn mẹ cưng nha. Dạ. Cố gắng lên nha. Ừ. Ừ, cố gắng là về bữa uống thuốc đầy đủ cho hết bệnh nha. Vui vẻ không? Hát bài nào cho em nghe không? Hát bài nào? Hát bài nào tặng em không? Hát bài nào giờ? Bài nào giờ? Bài gừng lá xanh xanh. Gừng lá xanh xanh lôi mòn chạy nhanh. Đời lính quen yêu gian khổ quân hành. Ủa bài này thuộc không mà ca? Nghe từng ngày thơ tiếng súng triền miên, đánh giặc lâu dài cho non nước bình yên. Lời hát xin gây rung động thật lâu, đừng hát như chim trên vùng cháy sầu.
xin thật lòng trong câu hát đầu môi, như lính vừa gần già yêu lá tháp mà thôi. Lời hát xin gây rung động thật lâu, đừng hát như chim trên dung cháy sầu. Xin thật lòng trong câu hát đầu môi, như lính vừa gần già yêu lá tháp mà thôi. Vỗ tay. Vậy mà nói không thuộc, vậy mà nói thuộc đâu mà hát. À gì cũng thuộc hết trơn á. Lụm cái tì lên kìa con Hương, nó mua nước đá không? Có 500 mà sao người ta bán? Bán sao không bán? Có 500 nữa người ta mới bán. Đúng rồi, thì mình lụm đi. Mình lụm năm, mình có 500 này mình cất đi, rồi bữa mình có 500 nữa. Tôi biết đâu có. Vui vẻ quá trời ở đất rồi. Dạ chúc chị Thanh mau hết bệnh nha. Em uống thuốc đầy đủ mà hết bệnh, rồi từ từ về bữa rồi đi chơi, rồi về bữa đi xuống nhà em chơi, rồi đi bắt hến bắt ốc, rồi đi chợ nổi đồ chơi nha. Có chúc em sao không? Chúc Phương phát tài nha. Cố gắng lên nghe chị Thanh. Con ca một bản nữa. Con ca bản gì? Đoàn quân Việt Nam đi trong lòng cố quốc, bước chân dù quen trên được gặp nhìn xa, cơn mau chiến thắng mang hồng nước, súng mười xa chiến quốc quân hình ca, đường đi lên chiến xa quân hầu, thắng dân Lào cùng nhau gặp chiến khu, vì nhân dân chiến đấu không ngừng, súng mười xa chiến quốc quân hình ca, đường đi lên xây xác quân hầu, thắng dân Lào cùng nhau gặp chiến khu. Hay quá trời, bữa nay thuộc bài đó nữa ta, công nhận hay thiệt. What's your name? My name is Hương. Where are you from? I'm from Việt Nam. Trời ơi, nói tiếng Anh nhiều gió ta. How are you? I'm fine, thank you. Wow, xuất sắc luôn, dữ thiệt. Bữa nay muốn học bài mới nữa không? Muốn. Để chút xíu chú dạy cho bài mới nữa nha. Trời ơi, nhớ bài cũ hay quá. Tính ra Hương hôm nay là tiến bộ nhiều lắm rồi. Đi tới đi lui đi con, đi tới đi lui mình tập thể dục. Phụ cậu mà Út đi nha. Thì cũng nhờ cậu Út, nhưng mà Út cũng phần thuốc cho uống mỗi ngày đúng giờ đúng giấc, nên là bây giờ tinh thần của Hương đã ổn định rất là nhiều rồi, không còn uống quá liều, không uống lộn thuốc như trước nữa. Và cũng như là mình cũng nói chuyện gì nữa với bé, gia đình rồi cũng hòa thuận, cũng nói chuyện với bé á, nên giờ tinh thần của bé khá ổn định rồi. Hết quậy à chưa không chị? Mừng quá rồi ha. Dạ chúc chị Thanh mau hết bệnh nha. Cũng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha. Chúc cả nhà mình một buổi sáng nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và lúc nào cũng đón xem những cái video mới nhất của chị Thanh nha. Bye bye.